Mai Quốc Việt và Hoa Thi Gòn xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế Giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế Giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi Điểm tin Thế Giới do Võ Thái Hà tóm lược. Hội nghị Ngoại trưởng Asian đoàn kết để đối phó với tình hình Biển Đông. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Asian ngày 10 tây tháng 11 năm 20 trong khuôn khổ chuẩn bị cho hội nghị cấp cao Asian lần thứ 37 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11. Ông Phạm Bình Minh cho rằng Asian đang trải qua giai đoạn lửa thử vàng, gian nan thử sức trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung và Hoa Kỳ sắp có chính quyền mới. Tại hội nghị, vấn đề Biển Đông được nêu lên với nhận định nhiều hành động đơn phương trong đó có quân sự hóa đòi hỏi chủ quyền thiếu căn cứ hành xử áp đặt vẫn tiếp diễn gây lo ngại đến hòa bình ổn định trên biển đông nói riêng khu vực nói chung không nêu đích danh trung quốc nhưng ngoại trưởng các nước ASEAN kêu gọi thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố doc đề cao vai trò của luật pháp quốc tế vai trò của công ước liên hiệp quốc về luật biển UNCLOS. Theo trang Asian 20, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh đến đoàn kết của Asian vì đó là nhân tố then chốt trong bảo đảm Asian hòa bình, ổn định, độc lập và tự chủ trong môi trường thế giới có nhiều bất ổn, bất định hiện nay. Ông Biden thiếu tiền cho cuộc chiến pháp lý với ông Trump, buộc phải tung chiêu cuối chiến dịch của ông Biden khẳng định sẽ không kêu gọi quyên góp nếu không thực sự cần 30 triệu USD để chuẩn bị cho những công việc pháp lý trước mặt. Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đang vận động gây quỹ để đối phó với các đơn kiện tụng từ phe ông Trump. Mặc dù ông Biden đã hạ thấp các nỗ lực pháp lý của ông Trump, nhưng chiến dịch của ông vẫn cam kết sẽ tái khởi động quỹ chiến đấu. Ông Donald Trump đang dồn toàn lực vào các vụ kiện Email của chiến dịch viết Kiện tụng rất tốn kém Nhưng dù sao chúng tôi cần chuẩn bị để chiến đấu với kiện tụng Và đảm bảo rằng không để ông Trump thắng Chỉ vì chúng tôi không có đủ tiền để chống trả Đó là lý do chúng tôi đang tái khởi động quỹ chiến đấu Biden Và cũng là lý do chúng tôi cần các bạn ủng hộ 30 triệu USD trong những ngày và những tuần tới. Chiến dịch của ông Biden khẳng định sẽ không kêu gọi quyên góp nếu không thực sự cần 30 triệu USD để chuẩn bị cho những công việc pháp lý trước mặt. Chúng tôi không thể hết tiền vào lúc này. Đó là lý do chúng tôi cần có khoản quỹ này càng sớm càng tốt. Căng thẳng thương mại Mỹ-EU có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn 15 năm kiện tụng, một vụ tranh chấp gây gắt đang hạ nhiệt. EU và Mỹ đã cáo buộc nhau trợ cấp không công bằng cho ngành công nghiệp máy bay và cả hai đều đã thắng kiện tại WTO. Thuế quan của Mỹ lên hàng hóa EU được áp dụng từ tháng 10 năm 19. Vào ngày 10 tháng 11, EU cũng đã áp thuế lên 4 tỷ đô la hàng nhập khẩu Mỹ, bao gồm thuế 15% đối với máy bay nhập khẩu song có dấu hiệu của một cuộc ngừng bắn thuế quan của EU đã được điều chỉnh cẩn thận để tương xứng với thuế quan của Mỹ và bất chấp những lời đe dọa trước đó của Mỹ về việc leo thang tranh chấp một tuyên bố từ Washington hôm 19 tây tháng 11 cho thấy hai bên đang đàm phán có thể đoán sẽ có những lời chua cay người Mỹ đang gợi ý rằng hãng máy bay châu Âu Airbus nên trả lại một số khoản trợ cấp nhưng cả hai bên đều nhận ra rằng trong bối cảnh khó khăn do Covid-19 gây ra cho các nhà sản xuất máy bay, hòa bình là hợp lý hơn. Đang mạch vật lộn với trồn nâu vì Covid-19, các ca nhiễm Covid-19 xuất hiện lần đầu tại ba trang trại nuôi trồn nâu ở tỉnh Bắc của Đan Mạch vào tháng 6. Nhưng các nhà nghiên cứu đã biết trước trong nhiều tháng rằng loại thú này có thể lây virus sang người. Ban đầu, nhà chức trách ra lệnh tiêu hủy ở các trang trại bị nhiễm bệnh, để rồi quay ngoắt vào tháng 7, lần này chỉ đơn thuần đưa ra các quy tắc vệ sinh chặt chẽ hơn. Sau đó, họ tiêu hủy trở lại, nhưng đến ngày 6 tây tháng 11 đã có khoảng 216 trang trại bị nhiễm bệnh. Tệ hơn nữa, vài ớt đã đột biến cơ quan kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Đan Mạch đã phát hiện ra một số đột biến có thể miễn nhiễm trước các loại vaccine COVID-19 đang phát triển. Tuần trước, chính phủ đã ra lệnh giết toàn bộ 15 triệu con trùng nâu của đất nước. Nhưng hôm thứ Hai, họ thừa nhận không có quyền pháp lý để làm vậy và sẽ cần một luật mới. Phe đối lập bảo thủ đã tuyên bố sẽ chặn quyết định này trừ khi nông dân được bồi thường đầy đủ cho trang trại của họ. Sự chăm chạp của Đăng Mạch có thể sẽ trả giá đắt. Lễ hội mua sắm ngày độc thân ở Trung Quốc Hôm nay là ngày lễ mua sắm không chính thức nhưng sinh lợi lớn của Trung Quốc. Alibaba và các đại gia bán lẻ khác của Trung Quốc giảm giá để kỷ niệm ngày độc thân, đạt doanh số áp đảo so với Prime Day, một trong những sự kiện mua sắm lớn nhất của Amazon. Năm nay, Alibaba khởi động sớm với đợt sale sớm ngày độc thân hồi tháng trước. Sẽ có các kỷ lục bị phá vỡ người mua sắm Trung Quốc có thể chi hơn 40 tỷ USD chỉ riêng cho Alibaba. Các nhà bán lẻ Mỹ, nơi nền kinh tế nội địa vẫn đang phục hồi sau suy thoái Covid-19, đang cố gắng lấy lòng người tiêu dùng Trung Quốc. Này, thậm chí còn tung ra phiên bản ngày độc lập thân của đôi giày biểu tượng của họ, Air Jordan. Tuy nhiên, vì căng thẳng giữa hai nước, các nhà bán lẻ Mỹ có thể không được ưa chuộng như mong đợi. Một cuộc khảo sát của công ty tư vấn Alex Partners cho thấy 2 phần 3 người tiêu dùng Trung Quốc có kế hoạch ưu tiên các thương hiệu nội địa trong ngày độc thân và hơn một nửa sẽ giảm chi tiêu cho hàng hóa Mỹ. Sáu nước Parking ký kế kết hợp tác kinh tế một kỷ nguyên mới của hợp tác Pukan bắt đầu từ hôm nay, đó là hy vọng của các lãnh đạo từ 6 quốc gia Pukan không thuộc EU vừa ký hiệp định thành lập một thị trường khu vực chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Sofia vào hôm qua. Vì không ai trong số 6 nước này sẽ sớm gia nhập EU nên họ đã quyết định tạo ra một thị trường duy nhất theo phong cách EU của riêng mình. Ý tưởng là khi thời cơ gia nhập EU đến, họ đã áp dụng sẵn các tiêu chuẩn của EU và có sẵn một thị trường trong nhất gồm 18 triệu dân thay vì sau thị trường nhỏ. Hội đồng hợp tác khu vực ở Sarajevo sẽ giảm sát công việc. Phần khó là đặt những mẫu thuận khu vực sang một bên và biến lời nói thành hành động. Hội nghị thượng đỉnh gần như bị lu mờ bởi lời đe dọa của Bulgaria là sẽ chặn con đường gia nhập EU của Bắc Macedonia. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tham gia qua video. Các bạn hãy hòa thuận với nhau. Đừng quên điều này, rất quan trọng. Belize tổng tuyển cử Dean Barrow, thủ tướng da màu đầu tiên của Belize và nắm giữ chức vụ trong hơn 12 năm, mãn nhiệm sau cuộc bầu cử hôm nay. Nếu đảng Dân Chủ Thống Nhất của ông giành chiến thắng, Bộ trưởng Giáo dục Patrick Farber sẽ tiếp quản. Nếu không, đó sẽ là jean Bach Channel, thủ lĩnh phe đối lập, ưu tiên hàng đầu của người chiến thắng là giải quyết nạn lũ lụt từ cơn bão nhiệt đới Edita vừa đi qua Belgio sau ngày trước, gây ra 56cm mưa. Sau đó, tân thủ tướng sẽ phải đối mặt với các vấn đề khác của đất nước. Dân số là 400.000 người của Belgio hiện có mặt bệnh trên 1 triệu người gấp 5 lần các nước láng giềng Mexico và Guatemala. Nên kinh tế vốn bị đà nặng bởi công cỡ ba tái cơ cấu kể từ năm 2006 đã trở nên không hoạt động du lịch ngừng tệ trọng sau 6 tháng. Ngay cả khi có lý do ăn mừng cũng sẽ không có ai tiệc tùng tối nay. Còn lệnh giới nghiêm đêm bầu cử và lệnh cấm bán rượu. Đảng Cộng Hòa bất ngờ thắng ghế thứ 9 Hạ Viện từ Đảng Dân Chủ. Giám đốc truyền thông của Tổ chức Chiến Thắng cho Phụ Nữ bà Olivia P. Cuba nói rằng không phải ngẫu nhiên khi mà nhiều phụ nữ Đảng Cộng Hòa hơn bao giờ hết sẽ giành được các ghế tại nghị viện vào năm tới. Theo Fox News, Đảng Cộng Hòa đã giành được ghế thứ 9 tại Hạ viện hôm thứ Ba từ tay đảng Dân Chủ sau khi hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Holly Ruda, bang California nhượng bộ trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Michelle Steele trong một cuộc đua cạnh tranh gay gắt để đại diện cho quận 48 của bang. Bà Steele sinh ra ở Hàn Quốc trước khi nhập cư sang Mỹ đã tuyên bố chiến thắng vào thứ ba. Chiến thắng này giành được một cách khó khăn và gian khổ. Tôi không thể không biết ơn khi nhận được sự ủng hộ của các bạn, cũng như không thể vinh dự hơn khi được phục vụ cộng đồng của chúng ta tại nghị viện. Bà nói trong một tuyết, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào công việc. Bà Steele được đặt mục tiêu giảm thuế, cải thiện nỗ lực chống dịch Covid-19 ở tiểu bang, đảm bảo an toàn biên giới đất nước và giúp người Mỹ tiếp cận tốt hơn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng trong số các mục tiêu khác được liệt kê trên trang web của bà. Bà Steele phục vụ trong ủy ban bình đẳng của tiểu bang California và hiện là chủ tịch hội đồng giám sát Quận Cam, nơi bà đã giúp đã giúp trả lại cho hơn 400 triệu đô la cho những người đóng thuế ở California theo trang web của bà. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 201 ghế hạ viện, trong khi Đảng Dân chủ hiện nắm giữ 215 ghế. Chính quyền Tổng thống Trump có hai động thái lớn. Chính quyền Tổng thống Trump đã chốt hai việc, đó là đối thoại, thoại Đài Loan và bán vũ khí cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nikkei Asia đưa tin. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompey đã thông báo với nghị viện hôm thứ Ba, mùng 10 tháng 11 rằng Bộ đã phê duyệt trên hơn 23 tỷ đô la Mỹ bán vũ khí cho các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Động thái này được giới quan sát đánh giá là một phần thưởng cho quốc gia vùng vịnh vì đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Ông Pompei cũng thông báo rằng khi ông Kate Krak, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, sẽ chuẩn bị một cuộc đối thoại kinh tế song phương với Đài Loan vào ngày 20 tháng 11, bổ sung vào danh sách các hành động gần đây của chính quyền thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với hòn đảo và điều này chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức giận. Hai động thái lớn diễn ra, một ngày sau khi Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper bị sa thải, báo hiệu rằng Tổng thống Donald Trump và trợ lý thân cận Pompey muốn đóng dấu ngoại giao trước ngày nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Ông Pompey hôm thứ Ba nói rằng sẽ có một sự chuyển đổi xuân sẻ sang một chính quyền Trump thứ hai. Ông Joe Biden há miệng mắt quay. Prepa đưa tin, trong một cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa đô tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden, nhà báo Chris Wallace của đài Fox News, người điều hành phiên tranh luận đã hỏi ông Biden rằng liệu ông có cam kết không tuyên bố chiến thắng cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận độc lập hay không. Vị Cụ phó thổng, tổng thống trả lời Có Ông sẽ thúc giục những người ủng hộ ông Hãy chờ đợi trong khi phiếu bầu được kiểm Và ông sẽ cam kết không tuyên bố chiến thắng Cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận độc lập chứ Wallace đã hỏi Biden Tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên Ở Cleveland, tiểu bang Ohio Có Ông Biden đã trả lời và đây là thỏa thuận chúng ta sẽ đếm các lá phiếu như ông đã chỉ ra một số lá phiếu ở một số bang thậm chí không thể được kiểm cho đến ngày bầu cử và nếu có hàng nghìn lá phiếu sẽ mất thời gian để làm điều đó vị cựu phó tổng thống bổ sung Bộ trưởng Estonia từ chức sau khi gọi Joe và Hunter Biden là những kẻ tham nhũng. Preypar cho hay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Estonia đã từ chức sau khi gắn nhãn cho Joe và Hunter Biden là những kẻ tham nhũng và kết quả bầu cử Mỹ bị làm sai lệch. Mark Helmut, người đồng sáng lập đảng nhân dân bảo thủ Estonia đã rời bỏ chính phủ liên minh NATO và thành viên EU ở vùng Baltic do những tranh cãi xung quanh những bình luận mà ông đã đưa ra trên đài phát thanh tre. Bộ trưởng Estonia cho rằng Biden là người thụ hưởng của một nhà nước ngầm vốn thích những kẻ buôn lậu cặn bã bởi những kẻ tham nhũng những cặn bã dễ bề thao túng joe và hunter biden là những nhân vật tham nhũng ông nói ông tin rằng donald trump cuối cùng sẽ thắng bất chấp các kết quả dự kiến hiện tại nhưng không phải là không có khả năng xảy ra xung đột dân sự ông dự đoán rằng nó sẽ xảy ra như một kết quả của một cuộc đấu tranh to lớn thậm chí có thể đổ máu nhưng cuối cùng công lý sẽ chiến thắng toàn bộ nghị sĩ đối lập hồng kông tuyên bố từ chức Toàn bộ nghị sĩ đối lập Hồng Kông sẽ đồng loạt từ chức sau khi cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc thông qua một nghị quyết hôm thứ tư cho phép chính quyền địa phương bãi nhiệm các chính trị gia mà không cần thông qua phán quyết của tòa án theo SCMP. Chủ tịch Đảng dân chủ Hồng Kông Wu Chi Mai Wu tiết lộ động thái này sau khi bốn nhà lập pháp từ khối này bị loại bỏ sau quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc. Hôm nay, chúng tôi tuyên bố từ chức vì các đồng nghiệp của chúng tôi bị trút quyền một cách tàn nhẫn bởi chính quyền Trung ương. Hu nói, có một sự phân tách quyền lực giữa nhóm hành pháp và tư pháp theo luật cơ bản, nhưng giờ đây, quyết định của chính phủ trung ương ám chỉ sự phân tách quyền lực này sẽ bị tước đoạt tất cả quyền lực sẽ được tập trung vào tay trưởng đặc khu một bù nhìn của chính quyền trung ương vì vậy hôm nay đánh dấu sự kết thúc của một chế độ hai quốc gia Mỹ, 500 người tuyên thệ, cáo buộc 11.000 vụ gian lận phiếu bầu. Bà Rona McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, người đã xuất hiện trên Fox News vào ngày 10 tháng 11, để nói về các bản tuyên thệ của nhân chứng tố cáo gian lận phiếu bầu. Vào tối thứ Ba ngày 10 tháng 11 theo giờ Mỹ, bà Rona McDaniel, Chủ tịch Quốc gia Đảng Cộng hòa nói với nhà bình luận Cian Hanity của Fox News rằng bà đang có 234 trang chứa 500 bản tuyên thệ cáo buộc 11.000 vụ gian lận cử tri khác nhau. liệt kê ngắn gọn các báo cáo buộc trên chương trình của Hanity. Mạng Daniel nói rằng một người ở quận quê, tiểu bang Michigan cáo buộc rằng 60% trong số một lô phiếu bầu cử chi có cùng chữ ký. Một bản khai thác tuyên bố để xem 35 lá phiếu được đếm, mặc dù chúng không thuộc về những cử tri đã đăng ký. Còn nữa, bà cho biết 50 lá phiếu được đếm nhiều lần trong một máy lập bản ở khác nơi và rằng con trai đã chết của một người phụ nữ bằng cách nào đó đã bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử và các đảng viên đảng dân chủ đã đưa ra các tài liệu về cách đánh lạc hướng những người định bầu cho đảng cộng hòa theo New Week. nó đã được gian lận ngay từ đầu, Matt Daniel nói với Hannity gian lận từ các luật tiểu bang từ các luật tiểu đang được đưa thông qua với danh nghĩa covid để tạo ra một cuộc bầu cử rỗng gian lận từ việc loại bỏ quyền quan sát và giám sát của đảng cộng hòa và bây giờ bạn có phương tiện truyền thông đang gian lận một lần nữa bằng cách nói rằng họ thậm chí sẽ không nghe những câu chuyện này Hàn Quốc muốn tổng thống đắc cử Biden chú tâm với vấn đề Triều Tiên. Người Hàn Quốc xem tin tức về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hôm ngày 10 tháng 11 cho biết rằng trong các cuộc họp ở Mỹ tuần này, bà đã nêu lên sự cần thiết của chính quyền tổng thống đắc cử Joe Biden phải chú tâm tới việc nối lại các cuộc đàm phán đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên theo Reuters. Bà Kang gặp một số đồng minh của ông Biden ở Washington, trong đó có các thượng nghị sĩ dân chủ Chris con and Chris Murphy. Sau khi tới thủ đô Mỹ để hội đàm với Ngoại trưởng Mike Pompey, hôm 11 tháng 11, văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết đang sắp xếp một cuộc điện đàm giữa ông Moon và ông Biden vào ngày 12 tháng 11. Hoa Tigon và anh Mai Quốc Việt xin chào tạm biệt quý khán thính giả hẹn gặp lại quý vị kỳ tới xin kính chúc quý khán thính giả gia đình và người thân khang an và hạnh phúc